Xin chào toàn thể các thầy cô. Lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Minh, trưởng khoa công nghệ môi trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã mời tôi đến đây với vai trò là người hướng dẫn chính trong khóa tập huấn này. Đồng thời cũng xin cảm ơn toàn thể các thầy cô đã có mặt ngày hôm nay. Trước khi vào bài trình bày thì tôi xin 1 phút để giới thiệu về bản thân. Tôi tên đầy đủ là Trần Trung Hiếu, tốt nghiệp thạc sĩ hóa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008, và sau đấy thì về công tác tại Trung tâm Quan trắc Môi trường của Tổng cục Môi trường, với cái nhiệm vụ là cùng với đội nhóm của mình phải xây dựng một cái phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia về quan trắc và phân tích môi trường theo tiêu chuẩn ISO 17025. Thế thì khi mà nhận cái nhiệm vụ đấy thì thực sự là lúc đầu tôi không biết bắt đầu từ đâu, và cũng có rất nhiều thứ mà mình cũng còn chưa biết. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian ngắn thông qua những cái khóa học chuyên sâu bởi được đào tạo bởi các cái chuyên gia hàng đầu trong nước cũng như ngoài nước, như là chuyên gia của VOA, chuyên gia từ Đức, chuyên gia từ Hàn Quốc, thì tôi đã dần dần đã làm chủ được cái công việc của mình, và đồng thời biết được những cái cách làm như thế nào để xây dựng được một phòng thí nghiệm chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17025. Và trong cái bài trình bày này thì tôi sẽ chia sẻ những cái hiểu biết tốt nhất của mình cho toàn thể quý thầy cô, để các quý thầy cô có thể sử dụng tham khảo trong cái công việc giảng dạy cũng như là nghiên cứu của mình. Thì trong cái buổi tập huấn này thì chúng ta sẽ có 2 phần chính. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ học về phần lý thuyết, và phần thứ hai là chúng ta sẽ thực hành và có cái buổi thực hành và báo cáo kết quả và chia sẻ các cái kinh nghiệm. Thì trong phần 1 thì tôi sẽ chia sẻ 7 cái nội dung chính. Thứ nhất là các cái chứng nhận hiện có mà một phòng thí nghiệm trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường cần phải đạt được. Thứ hai là các cái hệ thống quy chuẩn Việt Nam. Thứ ba là các bước xây dựng một cái quy trình phân tích chuẩn trong phòng thí nghiệm. Và thứ bốn là chia sẻ các cái bí quyết để kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm. Và cái thứ năm là cái phần cũng quan trọng, tức là gì, sẽ giới thiệu về các cái thiết bị hiện đang sẵn có ở khoa môi trường, khoa công nghệ môi trường của Đại học Thủ đô Hà Nội, để quý thầy cô biết được và có thể sử dụng sau này. Cái thứ sáu là tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô phân tích demo 2 cái quy trình, là đó là phân tích hàm lượng nitrit và sulfat ở trong nước trên thiết bị là UV vít 3200. Và một cuối cùng là tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô vận hành máy cô quay chân không, và chúng ta cũng thử sử dụng cái máy cô quay chân không này để trưng cất một cái loại tinh dầu, đó là tinh dầu bưởi. Thì cái phần thứ nhất là các cái chứng nhận và cả một phòng thí nghiệm về quan trắc và phân tích môi trường cần phải có. Nhất là về cái chứng nhận của ISO 17025, thì đây là chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới, và ở Việt Nam thì hiện tại có 2 đơn vị là có cái chức năng để đánh giá và công nhận phòng thí nghiệm, đó là BOA và AOSC. Cái chứng nhận thứ hai đấy là chứng nhận của Việt Nam, tức là riêng trong lĩnh vực và quan trắc và phân tích môi trường, thì tất cả là đó là cái chứng nhận người ta gọi là VinCert. Cái lợi ích mà khi mà một phòng thí nghiệm có những cái chứng nhận này thì phòng thí nghiệm đấy đã chứng minh rằng là mình có đủ năng lực thực hiện các cái việc quan trắc và phân tích môi trường, và khi đấy thì các kết quả mà công bố ra thì mới được công nhận. Thứ hai là khi mà mình có các cái chứng nhận này thì mình có thể tham gia vào các dự án quan trắc và phân tích môi trường, và cũng như là chúng ta có thể sử dụng các cái kết quả cho các công trình nghiên cứu, và những kết quả này thì sẽ mang tính chính xác và khách quan.
và mình cũng có thể tham gia phân tích các cái loại mẫu dịch vụ ở bên ngoài. Thì khi mà chúng ta xây dựng một cái phòng thí nghiệm thì cái xương sống của nó chính là các cái quy trình phân tích, và đầu tiên thì chúng ta muốn biết là chúng ta phải phân tích các cái thông số nào ở trong môi trường, thì chúng ta sẽ tham khảo trực tiếp ở trong các cái tiêu chuẩn QCPN của Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc là Bộ Y tế. Thì thông thường thì trong lĩnh vực môi trường thì nó có hai cái QCPN, là QCPN 08 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt của Bộ Tài nguyên Môi trường, và quy chuẩn 01 2009 của Bộ Y tế. Thì những cái quy chuẩn này thì là public ở trên trên internet thôi, cho nên là mình có thể dễ dàng download và sử dụng. Khi mà sau đấy thì chúng ta phải đi xây dựng những cái quy trình phân tích chuẩn cho phòng thí nghiệm. Thế thì cái cách làm là như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tham khảo các cái tiêu chuẩn gốc, ví dụ như là TCPN, EPA, hoặc là các cái tiêu chuẩn về SMEWW là nước và nước thải. Thì đây là những tiêu chuẩn mà được xây dựng chung, và mình tuy nhiên thì cũng nó cũng chưa chắc đã phải hoàn toàn phù hợp với cái điều kiện và cái cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm của mình. Chính vì vậy mà mình phải có một cái bước là xác nhận lại giá trị sử dụng của phương pháp, tiêu chuẩn. Ví dụ như là các việc mình phải làm là mình phải xác định giới hạn phát hiện này, giới hạn định lượng, giới hạn báo cáo, các cái khoảng tuyến tính của đường chuẩn, độ không đảm bảo đo, vân vân. Và sau khi có những cái giá trị này rồi thì chúng ta mới đi viết được lên một cái quy trình phân tích chuẩn cho riêng phòng thí nghiệm của mình. Thì cái yêu cầu là cái quy trình này làm sao mà chúng ta phải càng chi tiết càng rõ ràng càng tốt, để cho những người mà họ cũng không có chuyên môn quá sâu trong lĩnh vực hóa học thì họ cũng có thể thực hiện được, và thực hiện và mang và đưa ra được những kết quả chính xác. Và có một cái lưu ý là khi mà thay đổi nhân viên này, thay đổi thiết bị này, hoặc thay đổi cái đối tượng mẫu, thì chúng ta cũng cần phải xác định lại giá trị của phương pháp. Sau khi mà chúng ta đã có một cái phương pháp rồi thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được là cái phương pháp đấy có chính xác hay không, hoặc là thì khi mà chúng ta phân tích một cái mẫu nào đấy thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái chất lượng số liệu của mình. Thì hiện nay thì trên thế giới họ áp dụng 10 cái công cụ để kiểm soát chất lượng toàn diện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên thì trong cái nội dung của bài trình bày này, tôi sẽ chia sẻ bốn cái loại công cụ chính. Thứ nhất là sử dụng mẫu trắng, tức là mẫu trắng là cái mẫu mà mình pha từ nước cất và phân tích như mẫu thực. Cái nồng độ mẫu trắng, điều kiện của cái nồng độ mẫu trắng là phải nhỏ hơn giới hạn phát hiện. Khi mà nó lớn hơn giới hạn phát hiện thì chúng ta phải kiểm tra lại, nhất là về độ tinh khiết của hóa chất, cái thứ hai là về cái độ sạch của dụng cụ, vì nếu mà dụng cụ bẩn thì cũng có thể gây ra sai số. Thứ hai là chúng ta sử dụng mẫu lọc, tức là trong cùng một chai mẫu thì chúng ta phân tích là 2 lần, và cái kết quả độ tái lọc nó phải nằm trong khoảng giới hạn là cộng trừ 20% thì là chấp nhận được. Cái thứ hai là thứ ba là mình sẽ sử dụng cái mẫu thêm chuẩn, tức là thế này, mình có một cái mẫu A nào đấy và nó có nồng độ là C, thì sau đấy mình sẽ thêm một cái lượng chuẩn nhất định vào, và mình có nồng độ, biết trước nồng độ và phân tích thì mình sẽ có một cái biết trước nồng độ là S, và chúng ta phân tích lại cái mẫu đấy, giả sử nó có nồng độ là CS thì dựa vào công thức ở trên này thì chúng ta có thể tính được cái độ thu hồi
của mẫu thêm chuẩn. Và thông thường thì cái độ thu hồi này nó phải nằm trong giới hạn là 80% trở lên thì mới đạt yêu cầu. Và cái thứ mẫu thứ tư là mẫu chuẩn, tức là mẫu mà mình biết trước nồng độ rồi và mình sẽ đưa vào cái quy trình của mình phân tích để ra được một kết quả, và sau đấy thì mình tính lại cái độ thu hồi thì mình sẽ xem là mình sẽ biết được ngay là cái phương pháp của mình hoặc là cái mẻ mẫu đấy mình làm có đảm bảo kết quả hay không, đảm bảo độ chính xác hay không. Thì khi nào mà các mẫu kiểm soát chất lượng này mình dùng như thế nào, thì là trong một mẻ mẫu thì thường người ta quy định là có 20 mẫu trong một mẻ mẫu. Thì khi mà bắt đầu quá trình phân tích thì mình sẽ phân tích một mẫu trắng, một mẫu chuẩn trước, và sau đấy thì cuối cái mẻ mẫu thì mình cũng sẽ phân tích lại mẫu trắng và mẫu QC để kiểm soát chất lượng đầu và cuối và trong toàn bộ quá trình phân tích. Cái phần 5 là cái phần mà tôi sẽ trình bày về các cái thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm và hiện trường. Thì trong cái nội dung buổi tập huấn này thì tôi sẽ xin trình bày tổng cộng là có 5 cái thiết bị chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đấy là các loại máy quang phổ UV vis. Thì cái máy thứ nhất đấy là cái máy UV vis 3200 của hãng Labomed của Mỹ. Thì cái máy này là nó có ưu điểm là có cái phần mềm giao diện rất là dễ sử dụng, thích hợp cho việc phân tích một số lượng mẫu là nhiều và phù hợp cho cái việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, và chúng ta có thể lưu được vô hạn các dữ liệu gốc. Cái nhược điểm của nó là chúng ta phải tự lập cái quy trình phân tích, tức là ở đây mình phải lập đường chuẩn và cũng phải tự tính toán kết quả. Thế còn đối với những cái thiết bị UV vis đo nhanh ngoài hiện trường thì như thế này. Thì là những cái phương pháp phân tích đã được lập sẵn ở trong máy và đường chuẩn cũng đã được lập sẵn ở trong máy rồi, và khi mình đo thì nó sẽ cho mình kết quả luôn, tức là rất là nhanh và tiện. Tuy nhiên thì có một điểm là mình phải mua thuốc thử bán sẵn của hãng, và những cái thuốc thử này thường là sẽ tốn kém hơn cái trường hợp là mình tự pha. Ở đây ạ, đây thì mình sẽ có từng đây các cái thiết bị, là đây là đều là những cái thiết bị UV vis đa chỉ tiêu, tức là những cái máy này là nó đo được rất nhiều các chỉ tiêu khác nhau ở trong nước. Dòng máy thứ hai đó là các cái thiết bị đo nước đa chỉ tiêu. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là đây là cái màn hình hiển thị và đây là đầu đo tích hợp rất nhiều các sensor khác nhau, và nó có thể đo được pH này, ORP, DO, độ tấn điện, độ muối, tổng hòa tan hiện trường. Thì tất cả những cái quy trình sử dụng của những cái máy này thì chúng tôi đã xây dựng và dán trực tiếp ở trên các cái hộp đựng của những cái thiết bị này, và khi mà lát nữa chúng ta thực hành thì chúng ta chỉ cần là làm đúng theo quy trình thì chúng ta sẽ vận hành và làm chủ được những cái thiết bị này. Mục tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô là xác định cái thông số nitrite ở trong nước theo cái tiêu chuẩn SMEWW45000B và TCVN 6178-1996 trên cái thiết bị UV vis 3200 của hãng Labomed của Mỹ. Cái nguyên lý là gì? Ở đây là mình sẽ dùng cái thuốc thử sulfaamide. Nó sẽ tác dụng với nitrite ở trong nước tạo ra một cái phức là azo, và sau đấy cái phức này sẽ phản ứng với thuốc thử N1 naphthalene ethylene diamine để tạo ra một cái phức chất nó có màu
tím đỏ hung đấy, hoặc là màu hồng, và chúng ta đo cái thông qua cái độ hấp thụ quang thì ta sẽ tính được cái nồng độ của cái nitrit ở trong nước. Thì để phân tích nitrit thì chúng ta có 6 công đoạn. Công đoạn thứ nhất là pha hóa chất và chất chuẩn. Công đoạn thứ hai là chuẩn bị thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, chuẩn bị mẫu, lập đường chuẩn, phân tích mẫu và báo cáo đánh giá kết quả. Thế thì ở đây cái công đoạn từ 1 đến 3 thì ban tổ chức cũng đã chuẩn bị trước cho các thầy cô rồi, để mình rút ngắn thời gian, và chúng ta chỉ làm từ cái khâu từ 4 đến 6 thôi. Cái quy trình phân tích chi tiết thì ban tổ chức cũng đã gửi tới các thầy cô rồi, và trên cái sơ đồ này thì tôi chỉ tóm tắt những cái ý chính thôi. Cái thứ nhất đấy là chúng ta sẽ có một cái mẫu và chúng ta sẽ kiểm tra bằng mắt xem là nó có cặn hay là không. Trong trường hợp mà nó có cặn thì chúng ta phải tiến hành lọc mẫu, và sau đấy thì sau khi lọc xong thì chúng ta sẽ kiểm tra được kiểm tra pH của mẫu nó có nằm trong khoảng từ 5 đến 9 không. Tại sao mình phải làm cái khoảng này? Vì cái phản ứng ở cái phần nguyên lý ấy nó sẽ thuận lợi trong cái khoảng pH này. Nếu mà không thì chúng ta phải điều chỉnh pH bằng dung dịch amoniac hoặc là dung dịch HCl loãng, và sau đấy thì chúng ta sẽ hút 25 ml mẫu vào bình định mức 50 ml. Thì cái việc hút này thì chúng ta có thể dùng ống đong hoặc là chúng ta có thể dùng pipette 25 ml. Sau đấy thì chúng ta thêm 1 ml dung dịch thuốc thử hiện màu, lắc đều và định mức đến vạch. Sau đấy thì chúng ta để khoảng 10 đến 15 phút và tiến hành đo quang ở bước sóng 543 nanomet. Chúng ta sẽ có cái kết quả là C đo. Và trong cái quy trình phân tích nitrit này thì chúng ta sẽ sử dụng 4 cái mẫu kiểm soát chất lượng. Cái mẫu thứ nhất là mẫu trắng, mẫu thứ hai là mẫu chuẩn có nồng độ 0,05 mg trên lít, thứ hai còn mẫu thứ ba là mẫu lọc, và mẫu thứ tư là mình sẽ sử dụng mẫu thêm chuẩn, và mình biết cái nồng độ thêm chuẩn vào là 0,025 mg nitrit tính theo liter. Thì cái chi tiết các cái chuẩn bị mẫu như thế nào và làm như thế nào thì các thầy cô xem ở trong quy trình. Thì sau khi mà chúng ta phân tích xong thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất cái kết quả gốc ra file Excel và tiến hành xử lý. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ một cái tư duy như thế này, tức là dữ liệu tồi còn không tồi bằng không có dữ liệu. Tức là gì? Tất cả những cái dữ liệu gốc, dù đúng dù sai, dù đẹp dù xấu, thì chúng ta cũng đều phải có và lưu lại. Chúng ta không cần phải chỉnh sửa, bởi vì là những cái kết quả này, cái thông tin này nó rất quan trọng trong cái việc mà nếu để mình sẽ truy xuất lại những cái vấn đề sai sót hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải kiểm tra sau này, thì dựa vào dữ liệu gốc này chúng ta có thể tìm được và khắc phục được những cái điều không phù hợp ở trong phòng thí nghiệm. Sau khi thảo luận thì chúng ta sẽ chuyển sang cái quy trình phân tích thứ hai, đấy là quy trình phân tích xung phát trong nước theo EPA 375.4 trên thiết bị UV 3200. Thì cái bản chất của cái phương pháp này đấy là sử dụng cái thuốc thử là bari cloruro để tạo kết tủa với ion S42 trừ ở trong, và nó tạo ra cái kết tủa, thì tức là trong mẫu có cái độ đục, và mình sẽ tiến hành đo quang thì sẽ xác định được cái nồng độ của mẫu thông qua cái độ hấp thụ quang. Thì cái công đoạn thì chúng ta có 6 cái công đoạn giống như là cái quy trình phân tích nitrit, và cái công đoạn từ 1 đến 3 thì ban tổ chức đã ban tổ chức đã chuẩn bị trước cho các thầy cô rồi, và mình chỉ làm từ quy trình cái công đoạn 4 đến 6 thôi. Và đây là cái quy trình tóm tắt của phân tích xung phát, nó cũng rất là đơn giản. Thứ nhất là mình có một cái mẫu và chúng ta cũng phải quan sát xem là nó có cặn hay không. Nếu mà có cặn thì chúng ta phải tiến hành lọc mẫu,
Và sau khi lọc xong thì chúng ta hút 25 ml mẫu vào bình định mức 50 ml. Sau đấy thì mình thêm 2 ml dung dịch thuốc thử nền, và cho tiếp khoảng 0,25 gam BACL2 và định mức đến 50 ml. Sau đấy thì mình để cho cái phản ứng xảy ra trong khoảng 5 đến 10 phút và tiến hành đo quang ở bước sóng 420 nanomet thì mình sẽ xác định được cái hàm lượng sunfat là C-DOR ở trong nước. Ở đây thì mình cũng có bốn cái mẫu kiểm soát chất lượng. Thứ nhất là mẫu trắng, thứ hai là mẫu chuẩn có nồng độ 10 mg trên lít, mẫu thứ ba là mẫu lọc, mẫu thứ tư là mẫu thêm chuẩn và cái nồng độ mẫu thêm chuẩn vào là 2 mg trên lít. Thì sau quá trình phân tích thì mình cũng truy xuất cái kết quả ra Excel và tiến hành xử lý số liệu. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái hệ phô quang trên không. Model là R210 và V850. Thì cái bộ này là cái bộ tương đối hiện đại. Nó gồm có 3 phần chính, nhất là cái phần cô quay. Thì nó gồm có một cái bể điều nhiệt và cái hệ thống cô quay như thế này. Cái thứ hai là nó gồm một cái bơm hút trên không. Và thứ ba là nó gồm một cái bể điều nhiệt. Nó luôn luôn giữ ở nhiệt độ khoảng dưới 20 độ C để làm mát cái sinh hàn này. Cái nguyên lý hoạt động của cái bộ cô quay này là tại một cái áp suất nhất định thì các cái chất có nhiệt độ sôi khác nhau thì được tách ra khỏi nhau. Và cái nguyên lý thứ hai là khi mà áp suất giảm thì nhiệt độ sôi cũng giảm. Chính vì thế mà với cái máy cô quay này mình có thể sử dụng để tách các cái chất có nhiệt độ bay hơi khác nhau ra khỏi nhau, chất chân không nào, và thứ hai là ở nhiệt độ bao nhiêu. Đấy thì để tham khảo thì chúng ta có thể nghiên cứu cái bảng dữ liệu các cái dung môi mà tôi đã chuyển cho toàn thể các thầy cô, và các thầy cô có thể tham khảo trong đấy để chọn được cái chương trình chạy phù hợp. Thì ở đây thì tôi có một cái quy trình là phân tích tinh dầu trưng cất tinh dầu bưởi demo. Tí chúng ta sẽ làm chương trình chúng ta lựa chọn đấy là nhiệt độ nó khoảng 40 độ C và áp suất là mình sẽ set ở 100 mg thì mình sẽ tách được cái tinh dầu bưởi ra khỏi nước. Trên đây là toàn bộ phần lý thuyết mà tôi đã chia sẻ với các thầy cô. Và nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần số 2, đấy là cái phần rất là quan trọng, tức là chia nhóm ra và chúng ta thực hành. Thì như ở trên cái màn hình này thì chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm, và ở cái phần dưới đấy là các cái công việc lần lượt của từng nhóm. Các thầy cô đã rõ chưa ạ? Vâng ạ. Và thế thì trước khi sang cái phần thực hành thực tế thì tôi có mấy điều nhắn nhủ với các thầy cô như sau. Cái thứ nhất là mỗi chúng ta thì là một cái mạch ghép, và để tạo ra một bức tranh hoàn hảo, tức là tạo ra một cái buổi tập huấn thành công, thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. Chính vì vậy mà tôi cũng mong muốn là toàn thể các thầy cô sẽ tham gia 100%, và những người nào được hướng dẫn trước thì có thể lại hướng dẫn lại cho những cái bạn bè của mình, những cái đồng nghiệp của mình, và như thế thì tất cả chúng ta cùng tham gia vào và tạo nên một cái buổi tập huấn thành công. Thầy cô có đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các thầy cô. Và có một cái điều nữa, đấy là và cái mong muốn cuối cùng của tôi là gì, sau cái buổi tập huấn này thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè của nhau. Thì trên đây là cái thông tin của tôi. Các bạn có thể kết bạn với tôi qua Facebook hoặc là theo dõi những cái video chia sẻ của tôi ở trên kênh YouTube. Để từ đó thì chúng ta có thêm nhiều cái thông tin để sử dụng trong quá trình giảng dạy cũng như là
nghiên cứu của mình sau này. Xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô.